Xin kính chào quý vị đã đến với kênh Sống hạnh phúc. Quý vị thân mến, vì sao tuổi 49, 53 rất dễ bỏ mạng? Chắc hẳn chúng ta đều đã từng nghe tới câu nói: 49 chưa qua, 53 đã tới. Ai cũng nhầm hiểu rằng đó là lời chi nghiệm của người xưa, có ý ám chỉ tuổi 49 và tuổi 53 trong cuộc đời mỗi con người là tuổi hạng rất nặng. Vào tuổi đó, người ta sẽ phải trải qua nhiều chuyện không may là liên quan tới mạng sống của mình hoặc người thân. Tuy nhiên, mọi người đều có chung một thắc mắc là lý do tại sao? Liệu có căn cứ gì không, hay đó chỉ là sự trùng hợp khiến người xưa đúc rút lại rồi truyền cho con cháu mình quý vị thân mến, bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu, nhưng những người theo đạo Phật xem hai tuổi, bốn chín, năm ba là tuổi hạn nặng nhất trong đời người nên được nhắc tới thường xuyên như một câu cửa miệng. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới, là câu nói ám chỉ tuổi hạn của mỗi người tức là vào năm 49 tuổi, con người sẽ gặp điều xui xẻo, vận xấu, thậm chí nguy hiểm tới cả tính mạng. Hậu quả tuổi 49 chưa hết thì lại đến năm 53 tuổi, vận hạn cũng không kém. Từ xưa tới nay, hễ nghe đến tuổi hạn là nhiều người nghĩ ngay tới những điều xấu, điều không may đến với mình. Thực tế theo từ điển Hán Việt thì hạn là vùng đất nguy hiểm. Danh giới Phạm vi quy định kỷ hạn Quy định ngưỡng cửa tuổi hạn Cũng chỉ là để đánh dấu sự kết thúc của một quá trình này. Nhưng có thể lại làm mở đầu của một quá trình khác. Nó không có toàn tốt hoặc toàn xấu mà thường xen kẽ theo kiểu trong rủi có may. Có nhiều cách giải thích vì sao. Tuổi 4953, chúng ta hay gặp rủi ro nhiều hơn. Dưới đây là một số lý giải thường gặp nhất về hai tuổi hạng này. Theo quan niệm thứ nhất, khi cộng dồn số 49, chúng ta thấy 4 cộng 9 bằng 13 và 1 cộng 3 bằng 4, tương ứng với 5 gặp sao thái bạch, nữ gặp sao thái âm. Khi cộng dồn số 53, chúng ta thấy 5 cộng 3 bằng 8, tương ứng nữ gặp sao thái bạch, nam gặp sao thái âm, mà thái là quá bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt, âm là tối, đen, nước, hiểm trở, nghĩa là chủ về ốm đau, rào kéo, xe cộ, sông nước. Trong phong thủy tử vi số học, thì những tròn sao thái tuế quản 12 năm hàng chi, khởi điểm một tuổi mang sao thái tuế, cứ 12 năm lặp lại một lần vào những năm có số tuổi chia cho 12 dư một như sau. 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 sẽ mang sao thái tuế. Mà thái tuế chủ về quan sự, khẩu thiệt, hao tốn, ốm đau, tàng chế. Trước thái tuế có thiên không, sau thái tuế có quán sách, đôi sao này thuộc hòa và không có lợi. Theo quan niệm thứ ba, theo quy luật của tạo hóa, từ khi con người sinh ra tới khi trưởng thành, con người đã theo chu kỳ 7 lần 7. Theo đó các mốc có số 7 như 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm đều đánh dấu sự thay đổi quan trọng. Cụ thể 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao bảy năm thứ ba phát dục dạy thì bảy năm thứ tư phát triển cơ bắp bảy năm thứ năm phát triển trí tuệ bảy năm thứ sáu phát triển toàn diện bảy năm thứ bảy dừng lại ổn định dần suy giảm mà bảy nhân bảy bằng bốn chín sẽ hết một chu kỳ hết chu kỳ này là bốn chín năm ba có thể sẽ bị diệt vong cũng có thể sẽ phát triển chu kỳ tiếp theo đó là sự sinh. Còn xét ở sự tử thì khi con người mất đi cũng theo luật tạo hóa. Cái gì sinh trước sẽ mất trước, sinh sau mất sau. Do đó người ta mới có lễ 49 ngày, dành cho những người đã mất. Cũng theo quy luật đó, thì hết vòng 49, năm ba, mọi sự lại tốt đẹp, hồi xuân. Còn xét về khoa học, thì khi con người bước vào tuổi trung niên, ngoại tứ tuần, từ 49 tuổi trở đi, xương khớp, sức khỏe không còn như trước được nữa. Lúc này chúng ta dễ bị đau ốm, bệnh nan y hiểm nghèo. Chính vì vậy, ở cái tuổi này, chúng ta cần phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, hạn chế những vận động mạnh, làm những việc mạo hiểm, thiếu tính toán. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới, theo góc nhìn khoa học và Phật Pháp. Xét về mặt khoa học, ở vào khoảng tuổi này, đồng nghĩa với việc con người đã bước sang nửa kia của cuộc đời. Sức khỏe bắt đầu giảm sút, sức đề kháng kém hơn, nguy cơ ngã bệnh cao hơn, xương cốt yếu hơn, dễ bị thiếu canxi, mắc bệnh như thoái hóa xương khớp, rồi ảnh hưởng biến chứng tới các cơ quan khác như tim mạch. Cổ máy cơ thể đã làm việc không biết mỏi mệt suốt nửa đời người. Nên mạch máu có thể bị tắc nghẽn do mỡ máu. Mà tắc ở đâu thì cơ thể sẽ đau đớn, khó chịu ở đó. Đặc biệt là với những ai tuổi trẻ đã phí hoài sức khỏe của mình để chạy theo tiền bạc, danh vọng cho bản thân, thì lúc này sức khỏe xa sút là điều dễ hiểu. Rồi khi tới vận mạng 4953, để gọi là một cái số đánh dấu. Thời điểm sức khỏe đã bị suy kiệt hoàn toàn. Xét về mặt tâm linh, từ tuổi 4953, ứng vào con số 5, là số ngũ hành, gồm sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Nếu ai đó vượt qua được, nghĩa là họ đã thay đổi nhịp sinh học để bước vào một chu kỳ phát triển mới trong đời trong kinh điển phật giáo không bàn đến và cũng không trực tiếp phủ định vấn đề phong thủy số mệnh như tuổi hạn mọi biểu hiện giàu nghèo thọ yểu mệnh dùi may ở đời này đều bị chi phối bởi hai loại nghiệp lực do chính con người tạo ra thứ nhất là nghiệp bản hữu là nghiệp do kiếp trước mình tạo ra những điều mình nhận ở đời này ví dụ như chúng ta sinh ra trong nhà ai làm anh em với ai cũng là nhờ nghiệp này thứ hai là nghiệp tân huân là nghiệp do chính mình tạo ra trong cuộc sống hiện tại thông qua việc làm lời nói suy nghĩ xấu tốt đều do chính mình tạo ra và chịu trách nhiệm không hoàn toàn do tuổi hạn quyết định có thể nói tuổi hạn bốn chín chưa qua, năm ba đã tới, chỉ là quan niệm dân gian, bằng kinh nghiệm cuộc sống mà người ta đúc kết. Nên có thể đúng với đại đa số người này, nhưng không đúng với một bộ phận người khác. Không nhất thiết vào năm hạn thì người ta không được làm việc lớn. Quan niệm về tuổi hạn và những tốt xấu đi kèm thuộc về đức tin của mỗi người. Do đó không thể ngăn cấm xóa bỏ nó cái quan trọng là mỗi người cần nhận thức đầy đủ tỉnh táo để không bị lừa gạt bởi những trò mê tín dị đoan khi cơ hội đến mà không nắm lấy rồi đổ cho tuổi hạn thì hoàn toàn sai lầm để có thể thoải mái về tâm lý hầu như mọi người thường làm lễ dân sao giải hạn theo từng năm và điều này cũng giúp tâm lý được thoải mái không còn lo lắng đến bệnh tật thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Do vậy bản thân mỗi người chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động thay vì việc cầu khấn nghĩ ngợi. Dân sao giải hạn cũng là hình thức giúp chúng ta ổn định và thoải mái hơn về tinh thần. Do vậy chúng ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động thay vì việc cầu khấn nghĩ ngợi. Quý vị thân mến. Con người khi bước sang tuổi 49 có bốn nơi nhất định không nên đến. Người xưa có câu, người đến tuổi 49 có bốn chỗ không nên đến. Câu nói này chứa đựng hàm ý sâu xa, muốn khuyên bảo con người ta nên tránh đến những nơi độc hại. Khổng Tử từng nói: Tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh tuổi 49 lại vừa khéo nằm giữa khoảng bất hoặc và chi thiên mệnh, có thể nói là một mốc quan trọng trong đời người. Nếu như một người đã bước sang tuổi 49 nhưng vẫn còn xa đà vào bốn nơi này thì quãng thời gian sau này có thể vì vậy mà bị hủy hoại trong phút chốc. Vậy bốn nơi đó cụ thể là những nơi nào? Một, Nơi tiệc tùng Trên phạm vi công việc, Chúng ta đều rất quen thuộc với kê gọi là ăn nhậu Nhưng một người thật sự thông minh sẽ biết tránh nơi này hoặc có thể giảm bớt Khi đã bước sang tuổi 49 Nếu vẫn còn ham mê Sa đà vào những nơi ăn nhậu Tiệc tùng thường xuyên thì nên nhanh chóng dừng lại Để dành chút tinh thần và sức lực có hạn của bản thân quan tâm đến gia đình thì hơn Bởi vì suy cho cùng người đến tuổi này rồi đa số đều đã có gia đình có vợ có con có cha mẹ đều cần có mình bên cạnh ngược lại gia đình khi ấy chính là sân chơi chính để chúng ta thể hiện giá trị thực sự của bản thân nếu mỗi ngày chúng ta vẫn cần phải dựa vào những bữa tiệc tùng như vậy để tiếp tục duy trì các mối quan hệ có lẽ nên xem lại bởi ở tuổi này xa đà vào ăn nhậu tiệc tùng chưa chắc đã giúp gia tăng các mối quan hệ trong công việc. Thậm chí những bữa ăn đó chỉ là những bữa xã giao vô ích. Cho nên thay vì tiếp tục tiệc tùng lãng phí thời gian, chi bằng hoàn thành tốt công việc của mình, ta làm lại trở về bên cạnh gia đình để hưởng thụ hạnh phúc gia đình. 2. Nơi rượu chè Người đến tuổi 49 nên tránh xa những nơi rượu chè đặc biệt là những bữa tiệc rượu đàm đúm với đám bạn bè xấu. Bởi vì bạn bè rượu thịt thường chỉ trên bàn nhậu mới thân thiết xưng huynh gọi đệ, tiệc tàn liền phủi sạch quan hệ. Coi như không quen biết, không những lãng phí thời gian của chính mình mà rượu chè còn rất có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, người đến tuổi 49 thì cơ thể cũng không còn trẻ trung gì nữa, điều cần chú ý nhất ấy chính là giữ gìn sức khỏe chứ không phải u mê trong rượu. Sau cùng chỉ khiến cho sức khỏe bản thân suy giảm, xa sút 3. Nơi cờ bạc Người đến tuổi 49, nếu như suốt ngày chỉ nghĩ không làm mà muốn có ăn, dựa vào cờ bạc để mong trở nên giàu có, những người như thế cả đời cũng không có thuốc nào cứu được. Muốn thực hiện ước mơ của đời mình thì chỉ có cách nỗ lực phấn đấu thật sự, tự bỏ công sức làm việc mới là con đường đúng đắn. Một người ham mê cờ bạc sẽ chỉ càng chơi càng nghiện, thậm chí cuối cùng còn rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, vợ con ly tán. 49 tuổi đã là tuổi con người ta nên trưởng thành, ổn định, có đủ khả năng tự kiềm chế mình không nên tiếp tục mê muội chìm đắm trong cờ bạc đến không rút ra được. Bởi lẽ người đến tuổi 49, dù tinh thần, sức khỏe hay trí tuệ đều đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm sống phong phú vẫn có thể bù đắp những thiếu sót ấy. Chỉ cần hạ quyết tâm, thì vẫn còn cơ hội thể hiện tài năng, làm lại sự nghiệp lần thứ hai. 4. Trốn ăn chơi trụy lạc xã hội bây giờ. Những chốn vui chơi xa hoa trụy lạc tràn ngập trên các phố lớn ngõ nhỏ, khiến nhiều người khó lòng kiềm chế. Nhưng nếu người đã đến tuổi 49 mà vẫn lưu luyến mê muội trong những chốn ăn chơi như thế sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của chính mình và gia đình. Cho nên, dù là nam hay nữ, đã đến tuổi 49 thì nên tập trung vào gia đình và công việc nếu quá xa đà và trốn ăn chơi trụy lạc sẽ chỉ thêm lãng phí thời gian tiền bạc tinh thần và sức khỏe chẳng có ý nghĩa gì cho đời có câu sống đến già học đến già sống đến tuổi như vậy rồi thì nên rời xa tránh khỏi những chốn ăn chơi cố gắng tạo ra những giá trị tốt hơn lớn lao hơn trong quãng đời còn lại quý vị thân mến tuổi 49 có thể nói là khá nhạy cảm. Chỉ cần tiến một bước là có thể biết được vận mệnh của mình, hoàn thành mục tiêu của cuộc đời, và có thể nhận ra được giá trị của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ở tuổi 49 mà vẫn thường xuyên bôn ba khắp nơi thì sẽ không thể tiến lên được, không có sự thăng hoa của đời người, sẽ không thể đạt được giá trị của cuộc sống. Thứ nhất, đừng quên bữa tối bên gia đình. Ăn tối vốn là việc vô cùng phổ biến ở nơi làm việc ngày nay. Tuy nhiên, những người thực sự thông minh sẽ hiếm khi tham gia vào những cuộc vui này. Khi đến tuổi 49 mà vẫn thường xuyên bỏ bữa tối ở nhà để tham gia các bữa ăn tiệc tùng ở ngoài thì chúng ta nên lập tức dừng lại. Hãy dành sức lực và thời gian của mình cho gia đình. Ở tuổi này ai cũng có vợ chồng, con cái và gia đình riêng những thành viên trong gia đình cả ngày làm việc học hành chỉ có bữa tối là khoảng thời gian duy nhất để mọi người có thể quây quần bên nhau vì thế đừng bỏ lỡ khoảnh khắc ý nghĩa này thứ hai hạn chế tham gia những cuộc nhậu nhẹt rượu chè vào buổi tối chúng ta có nền văn hóa rượu lâu đời người việt có thói quen uống rượu để chúc mừng cho những điều và dịp tốt đẹp như đám cưới lấy vợ, sinh con, thăng chức, sinh nhật, mừng thọ. Thế nhưng đến tầm 49 tuổi, nhiều người tham gia nhiều những cuộc rượu trẻ, và đặc biệt là những cuộc nhậu nhẹt và giải trí giữa các đấng mày dâu với nhau. Bạn bè rượu thịt, người lạ rồi cả người quen. Anh em ca tụng cạn chén bên nhau bên bàn rượu, vui chơi nhất thời, rồi sau này cũng tan rã tất cả những cuộc vui đó chỉ là lãng phí thời gian, hủy hoại thể xác. Ở độ tuổi 49, cơ thể không còn khỏe mạnh hay dẻo dai nữa. Lúc này, nhiều người nên tập trung giữ gìn và tăng cường sức khỏe. Nên mê đắm rượu chè một cách mù quáng, khiến cơ thể xa sút xuống dốc. Thứ ba, đừng ham mê cờ bạc ở độ tuổi 49 mà vẫn còn ham mê cờ bạc, muốn kiếm tiền qua việc đỏ đen, đó là một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời. Để nhận ra được giá trị của cuộc sống, thì chỉ có lao động chân chính bằng chính đôi tay và trí óc của mình, làm việc thật chăm chỉ thì mới có thể thăng tiến về cả tiền bạc lẫn địa vị. Ở độ tuổi 49, nếu kịp hối cải và tránh xa cờ bạc, lựa chọn đi đúng hướng chưa bao giờ là quá muộn và chúng ta vẫn có cơ hội để làm lại từ đầu khi đó dù nghị lực và trí óc của một người đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm sống phong phú có thể bù đắp những thiếu sót này chỉ cần quyết tâm thì không gì là không thể thứ tư đừng phí phạm thời gian tiền bạc vào những tụ điểm ăn chơi thác loạn vô bổ trong xã hội ngày nay. Những tụ điểm ăn chơi thăng loạn có đầy ở mọi nơi. Đặc biệt đàn ông thường dễ bị kích động. Nếu không giữ mình sẽ rất dễ bị xa ngã. Một người khi đến tuổi 49, vẫn mê mẩn những trò chơi giải trí. Đó là biểu hiện của sự vô trách nhiệm với cuộc sống và gia đình. Không cần phân biệt nam và nữ. Chỉ cần đến 40 tuổi thì trọng tâm của cuộc sống là gia đình và công việc. Quá hoài niệm về các tụ điểm ăn chơi sẽ chỉ gây lãng phí thời gian tiền bạc và không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống. Nếu cứ suốt ngày ở những tụ điểm ăn chơi, chỉ là thèm muốn nhất thời, thì suốt ngày chỉ là một người vô trách nhiệm. Thực tế cái được gọi là sống để giả đi, học để già đi. Những người ở tuổi 49 nên tránh xa những tụ điểm vui chơi giải trí dành thời gian để học hỏi kiến thức cố gắng theo kịp sự phát triển của thời đại giúp cuộc sống trở nên hoàn thiện và ý nghĩa hơn là một người bình thường sống ở đời hãy luôn tỉnh táo nếu phát hiện ra những thiếu sót và sai lầm cần phải kịp thời sửa chữa chỉ có như vậy chúng ta mới có được sự thăng hoa của cuộc sống và nhận ra giá trị đích thực quý vị thân mến người sau tuổi 49. Trong nhà không nên đón tiếp bốn loại người này, nên hạ lệnh đuổi khách càng sớm cả sau khi bước qua tuổi 49. Hầu hết mọi người đều đã nhìn thấu triệt nhân tình thế sự. Đối với cuộc sống mà mình mong muốn cũng đã có một mục tiêu tương đối rõ ràng. Do đó, vòng tròn bạn bè, xã giao cũng đã thấu tỏ. Nếu gặp bốn kiểu người này, hãy tống tiễn họ sớm nhất có thể nhà là bến đỗ an toàn và là nơi cho người ta cảm giác ấm áp nhà không chỉ là chốn riêng tư mà còn là nơi chúng ta gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng tào tháo nói người già trí chưa già hoài bão xa ngàn dặm liệt sĩ tuổi xế chiều nhưng trí lớn vẫn không dứt mỗi lứa tuổi đều có những ước mơ và mục tiêu theo đuổi khác nhau một người có chí khí sẽ không ngừng phấn đấu trong suốt cuộc đời. Sau khi bước qua tuổi 49, hầu hết mọi người đều đã nhìn thấu triệt nhân tình thế sự. Đối với cuộc sống mà mình mong muốn cũng đã có một mục tiêu tương đối rõ ràng. Khi đó, nhà không còn là nơi mà ai cũng có thể đến nữa. Nếu trong nhà xuất hiện bốn loại người này, tốt nhất nên sớm hạ lệnh đuổi khách tuyệt không nên để những loại người này vào nhà một người có tam quan bất chính lan truyền năng lượng tiêu cực hiện nay trong xã hội người người đều rất coi trọng năng lượng tích cực lan tỏa năng lượng tích cực có thể giúp chúng ta có thái độ sống tích cực hơn dù đối mặt với khó khăn gian khổ trong cuộc sống chúng ta cũng không đánh mất hy vọng nếu chúng ta được bao quanh bởi những người như vậy nó sẽ giúp chúng ta hình thành nên một trí tiến thủ mạnh mẽ nhưng nếu xung quanh chúng ta có loại người tam quan bất chính luôn thích lan truyền năng lượng tiêu cực thì cuộc sống của bạn nhất định sẽ ngày càng đi xuống điều tốt cũng sẽ bị biến thành điều xấu vì loại người đó không thích nhìn người khác tiến lên phía trước với một tâm thái tích cực họ thường xuyên đả kích lòng tự tin của người khác hở một tí thì dội cho người khác một gáo nước lạnh. Như câu một con sâu làm giàu nổi canh. Họ chính là con sâu đó. Khi một người bước qua tuổi 49, hầu hết đều nghĩ sẽ cố gắng phấn đấu thêm chút nữa, để tương lai có thể sống những ngày tháng tốt hơn. Lúc này, sự có mặt của một người tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, khiến bạn trở nên buồn bực, bất an loại người này không bao giờ nghĩ làm sao để làm tốt hơn, làm sao để thành công hơn, mà chỉ biết há miệng chờ sung dụng, và còn khá tuyệt vọng về tương lai. Theo quan niệm của họ, những người gần 50 tuổi hầu như đã bước một chân xuống quan tài rồi, cho nên chỉ cần sống ngày nào tính ngày đó là được. Nếu có người như vậy đến nhà làm khách thì bạn nên nhanh chóng đi chỗ khác. Kẻo bị họ để mắt tới thì tâm trạng tốt của bạn sẽ bị phá hỏng. Ý chí phấn đấu sẽ bị đánh vỡ. Ngay cả kế hoạch phát triển trong tương lai cũng sẽ bị quấy nhiễu đấy. 2. Người thích lợi dụng, lòng tham không đáy. Tục ngữ có câu lòng người không biết đủ, như rắn nuốt cả voi. Người có lòng tham không đáy rất thích lợi dụng người khác. Trong mắt họ thì tình bè là thứ vô ích chỉ có lợi ích mới là thứ thực sự hữu dụng. Nếu bạn qua lại với một người như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày bị đâm sau lưng. Người có lòng tham không đấy thì dù thế nào họ cũng không cảm thấy thỏa mãn. Khi họ thấy bạn có đồ tốt trong nhà, họ sẽ muốn lấy nó làm của riêng. Chỉ cần họ chiếm được một vài lợi ích, thì ham muốn của họ sẽ càng thêm lớn. Lòng tham cũng sẽ ngày càng mãnh liệt khiến họ không thể cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống họa sĩ trường phái tân cổ điển người pháp dinh august dominic ingres cho rằng lòng tham sẽ phá hủy tâm hồn trong sáng của con người khi bạn càng có được nhiều thì lòng tham cũng sẽ càng lớn hơn nữa bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc lòng tham giống như ma túy một khi đã nghiện thì sẽ rơi vào vòng xoáy khủng khiếp suốt đời cũng khó thoát ra được. Khi gặp một người như vậy, chúng ta nên tránh họ càng xa càng tốt. Vì có một điều đáng sợ hơn nữa, chính là những kẻ tham lam rất dễ mất đi lý trí và rơi vào trạng thái điên loạn. Một người ở tuổi 49, nếu gặp những người như thế xuất hiện ở trong nhà mình thì tốt nhất nên hạ lệnh đuổi khách. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ cho bản thân và gia đình. 3. Người hai mặt, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Có một câu nói như thế này, ngồi thiền thì suy nghĩ về bản thân, khi trò chuyện không nói việc của người khác. Điều câu nói muốn nhấn mạnh là khi ngồi thiền một mình, ta thường tự soi xét lại lỗi của bản thân, khi trò chuyện với người khác thì không nên đâm móc chuyện của thiên hạ. Tuy nhiên, trong cuộc sống có một loại người rất thích bàn chuyện thị phi trước mặt thì nói một đằng sau lưng lại nói một nẻo dùng lời nói dối của mình để kích động mối quan hệ giữa những người khác những người như vậy xét về mặt tâm lý có thể gọi là biến thái họ không muốn thấy người khác sống tốt vì vậy luôn tìm cách tung tin đồn nhảm hơn nữa họ còn càng làm càng hăng biểu hiện ngoài mặt và trong lòng của họ hoàn toàn không nhất quán khẩu phật tâm xà hôm nay họ ví bạn như hoa ngày mai ở trước mặt người khác sẽ chê bạn là cỏ hôm nay nghe được một vài tin tức ở chỗ của bạn vừa quay lưng đã đi đến chỗ người khác thêm mắm thêm muối bán đứng bạn có câu người hay thích nói chuyện thi phi chính là người tạo ra thị phi khi một người bước qua tuổi 49, gặp một người thích đặt chuyện thị phi ở trong nhà thì nên đuổi họ đi rồi đóng cửa thật kín, cố gắng tránh xa và đừng để họ lại xuất hiện trong cuộc đời của mình một lần nào nữa. Đây chính là một lời khuyên chân thành. 4. Người thích mê hoặc lòng người, thích chơi trò mập mờ trong các mối quan hệ tình cảm. Homer Voland từng nói: Cuộc sống là một trận chiến vô tình không ngừng nghỉ. Nếu một người muốn được gọi là con người thực thụ thì họ phải luôn chiến đấu chống lại những kẻ địch vô hình. Đó là những kẻ địch liều mạng tồn tại bên trong bản năng của chúng ta. Những ham muốn làm rối loạn tâm trí con người. Những ý nghĩ mập mờ khiến bạn xa ngã, khiến bạn tự hủy hoại bản thân. Tất cả chúng đều là những kẻ thù rất ngoan cố. Con người cần phải vượt qua được thử thách của cám dỗ, đặc biệt là sau khi bước qua tuổi 49. Họ phải hiểu được tầm quan trọng của gia đình, tôn trọng bạn đời, tránh xa những kẻ thích mê hoặc lòng người, trêu đùa tình cảm. Đừng nên lợi dụng những cám dỗ để kiểm nghiệm giới hạn của bản thân, vì một khi đã trúng chiêu thì bạn sẽ phát hiện bạn vốn không có sức kháng cự mạnh mẽ với cám dỗ như bạn tưởng đâu sau cùng là ai lợi dụng ai cũng còn chưa biết chúng ta không phải là thần phật mà có thể giữ tâm không động vì thế chúng ta chỉ có thể tránh xa những người thích mê hoặc lòng người để họ rời đi càng sớm càng tốt mới không ảnh hưởng đến gia đình và con cái của mình khi gặp phải những người thích mập mờ trong chuyện tình cảm Xin hãy hạ lệnh đuổi khách càng sớm càng tốt, kẻo rước sói vào nhà, phá hoại gia đình, mất nhiều hơn được. Tóm lại, sau khi một người bước qua tuổi 49, điều mà chúng ta cần để tâm đến chính là gia hòa vạn sự hưng. Muốn thế, hãy tránh xa bốn loại người kể trên, nhất định bạn sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp. Phần cuối video hôm nay kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảm động. Ý nghĩa nhân văn sau đây. Hai vợ chồng bà Thảo lấy nhau hơn 30 năm trước và ổn định cuộc sống ở quê hương Thái Bình. Ông bà có ba người con, hai trai và một gái. Lúc còn trẻ bà làm kế toán, còn chồng làm trong nhà máy. Chồng bà nghỉ mất sức sớm vì sức khỏe suy giảm. Sau khi nghỉ hưu, bà cùng chồng mở cửa hàng bán đồ điện ở quê. Sau hơn chục năm kinh doanh, ông bà cũng gom góp được một ít tiền, mua được căn nhà mặt đường và cũng là chỗ bán hàng rộng 50 mét vuông. Ngoài ra chồng bà còn được bố mẹ chia cho một mảnh đất rộng, hơn 200 mét vuông, xây nhà hai tầng để cho gia đình năm người ở. Trong ba người con của ông bà, chỉ có cậu út là thoát ly lên thành phố làm việc và đang trả góp mua một căn chung cư nhỏ. Con trai cả thì làm lái xe, ở chung với vợ chồng ông bà. Con gái không có công ăn việc làm, ở nhà chồng nuôi. Gia đình con gái được bố mẹ chồng, chia cho một ngôi nhà cấp 4, rộng 42 mét vuông, gần nhà ông bà. Cách đây 3 năm, chồng bà bị bệnh và qua đời. Sức khỏe yếu, nên bà Thảo quyết định nghỉ bán hàng. Khoản tiền hưu và lãi từ sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Cho bà chi tiêu hàng ngày, thỉnh thoảng trợ giúp các con, cho các cháu đồng quả tấm bánh. Không bận rộn việc nhiều như trước, nên bà cũng hay nghĩ ngợi nhiều. Bà thấy cả ba đứa con đều khó khăn, trong chuyện công việc và nhà ở có lúc bà muốn rút tiền tiết kiệm để hỗ trợ cho con. Nhưng trước khi mất, chồng bà đã dặn là tuyệt đối không được rút sổ. Ông bảo, dù có thế nào, bà nhất định cũng phải giữ một ít tiền để phòng lúc ốm đau, lo chuyện hậu sự sau này. Bà Thảo thấy mình có nhà mặt đường, đang cho thuê 50 mét vuông. Mảnh đất đang ở cũng khá rộng, 200 mét vuông nên bà quyết định tính toán để chia cho các con, để các con có cơ hội sống tốt hơn. Nghĩ vậy, cho nên bà chia đôi mảnh đất đang ở cho hai con trai. Còn với con gái, bà đề nghị đổi nhà. Theo đó, bà sẽ về ở nhà cấp 4 của con gái. Còn gia đình con gái sẽ chuyển ra nhà mặt phố để có thể kinh doanh. Ngôi nhà của ông bà rộng và vị trí thuận lợi hơn nên giá trị tranh độ 300 triệu đồng so với nhà của con gái. Khi đó, con gái bà cũng có thể buôn bán kiếm thêm, không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng như hiện tại. Nghĩ ra giải pháp, bà lập tức thông báo với các con, trai, gái, dâu rể, khi đó. Các con bà không có ý kiến gì, khi được chia đổi đất có lợi, phải mất nhiều thời gian để tiến hành việc làm giấy tờ. Nhưng bà vẫn thấy hài lòng vì đã có chút của để dành cho các con. Hoàn tất xong các thủ tục, bà lấy 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để sửa sang căn nhà cấp 4 nơi ở mới của mình. Bà không hợp với con dâu cả nên quyết định ở một mình. Nhà con gái cũng gần đó, nên việc qua lại hỗ trợ cũng không quá khó khăn. Bà Thảo cứ ngỡ thu xếp mọi việc như vậy là tươm tất, trọn vẹn mọi bề, cho tới khi con trai út tên Tuấn quyết định bán phần đất được chia. Khoản tiền này được con dùng để trả trước hạn tiền vay ngân hàng mua chung cư ở thành phố. Khi nghe chuyện, con gái bà Tị Nạnh, cả anh và em Tuấn đều được mẹ chia đất còn con thì chẳng được mẹ cho cái gì trong khi hai anh ấy cũng có ai ở gần chăm lo cho mẹ như con đâu chắc tại bởi con là con gái nên phải chịu thiệt thòi như thế nghe con nói như vậy mà bà thảo sững sờ bởi bà luôn nghĩ rằng đổi cho con gái mảnh đất ở mặt phố sẽ giúp cho con có thu nhập có cuộc sống độc lập tiếng nói trong gia đình nhà chồng bà không cần con biết ơn chỉ mong con được hạnh phúc vậy mà con lại nói như vậy chưa hết buồn vì con gái bà thảo lại thấy tủi vì con dâu cả cũng thỉnh thoảng đều tiếng có lần vô tình bà nghe thấy con dâu nói với chồng là sau này mẹ mất đi ý việc hương khói đều là do gia đình mình lo đáng lẽ mẹ phải chia cho anh nhiều hơn chứ chứ không phải chia đều cho tất cả Việc chia đất đã xong xuôi rồi, bà cũng không có cách nào để thay đổi được nữa. Thỉnh thoảng bà cũng nghe các bà bạn hiu kể chuyện gia đình lục đục về chuyện chia đất chia cát. Bà đành tự an ủi, cũng may nhà bà chưa tới nỗi đánh chửi nhau. Dù thế tuổi già càng làm cho bà hay suy nghĩ nhiều hơn, có những đêm bà không ngủ được, khi nhớ tới những lời nói của các con Đôi khi bà lại ước giá mình nghe lời chồng, giữ cho mình tài sản phòng thân. Giờ tài sản đất đai đã chia hết cả rồi. Không biết tương lai tuổi già của bà sẽ như thế nào, chẳng biết con cái có hiếu thảo hay lại tị nạnh nhau phân chia nuôi mẹ. Nghĩ thế bà không khỏi chênh vênh. Câu chuyện của bà Thảo là tấm gương khá cơ bản cho hướng đi về giả của mỗi người chúng ta. Đừng vội vàng chia tài sản cho con, để rồi tự biến mình thành vô sản sống phụ thuộc. Nghe, chia sẻ và đồng hành cùng kênh sống hạnh phúc. Thay mặt ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.